Mitsubishi Mirage 2020 mang thiết kế mới, nhiều khả năng sắp về Việt Nam. Phiên bản facelift của Mitsubishi Mirage vừa được lột xác, với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal. Mẫu xe này sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. Cuối năm 2019, Mitsubishi tung ra Mirage và Ace phiên bản facelift tại Thái Lan. Phiên bản nâng cấp của hai mẫu xe đều sở hữu ngoại thất sắc nét, thể thao hơn và nội thất mới. Mitsubishi Ace vừa ra mắt tại Việt Nam và được đánh giá cao nhờ những nâng cấp ở thiết kế. Vì vậy, Mirage cũng được chờ đợi sẽ sắp có mặt tại Việt Nam. Xe vừa ra mắt tại Australia. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất của Mitsubishi Mirage 2020 là mẫu xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal, tương tự những người anh em như Expander, Triton và Pajero Sport. Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal được xem là cú hích đặc biệt nhất của Mitsubishi trong những năm gần đây. Ở đầu xe, Mitsubishi Mirage 2020 được trang bị hai thanh mạ rôm kéo dài từ đèn pha xuống cản trước, tạo thành hình chữ X quen thuộc. Ngoài ra, phần cản va trước và lưới tản nhiệt của xe cũng được thiết kế lại. Hệ thống đèn chiếu sáng được làm rộng ra và khe hút gió góc cạnh. Khác với Expander hay Triton, Mirage 2020 không được tách riêng dải đèn LED ban ngày và đèn pha. Mẫu xe cỡ nhỏ có cụm đèn pha tích hợp với dải đèn LED ban ngày. Đèn sương mù hình tròn bằng halogen nằm trong khe hút gió. Ở phía sau, Mirage 2020 sở hữu cản va và cụm đèn hậu LED thiết kế mới. Cánh gió sau mui được tích hợp đèn phanh. Mitsubishi trang bị cho Mirage 2020 bộ mâm 14 inch cho phiên bản tiêu chuẩn và bộ mâm hợp kim 15 inch 2 tôn màu cho phiên bản cao cấp. Hông xe của Mirage 2020 cũng góc cạnh và cơ bắp hơn thế hệ trước, với đường gân dập nổi chạy từ hốc bánh trước đến đèn hậu. Ở bên trong, nội thất của Mirage 2020 được thay đổi đôi chút. Xe sở hữu nhiều chất liệu mềm trong nội thất và các chi tiết trang trí giả carbon trên cụm điều khiển trung tâm. Các ghế trên xe được bọc kết hợp giữa vải và da tổng hợp. Về trang bị, Mitsubishi Mirage 2020 sở hữu điều hòa tự động, hệ thống định vị, vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp phím chức năng, nút bấm khởi động. Đặc biệt, Mirage còn được trang bị hệ thống âm thanh 4 loa mới nhất của Mitsubishi, Smartphone Display Audio System và màn hình 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay. Về an toàn, xe được trang bị 6 túi khí, các phiên bản tại Đông Nam Á chỉ có 2 túi khí, phanh ABS kết hợp phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hệ thống chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát hành trình, camera lùi. Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Mirage 2020 vẫn là động cơ mang mã 3A92mi VEC 3 xi lanh, dung tích 1.2 lít, sản sinh công suất 76 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và moment xoắn 100 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT. Tại Australia, Mitsubishi Mirage 2020 có giá từ 10.000 USD đến 11.500 USD. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe cỡ nhỏ này có giá dao động 14.350 đến 18.750 USD. Hiện tại, các đại lý Mitsubishi tại Việt Nam đang giảm giá Mirage đời cũ để dọn kho, để chờ phiên bản 2020. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.